ngày 9 tháng 8, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về báo cáo nguyên nhân gây ngập tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cử tổ công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá đầy đủ, khách quan các nguyên nhân gây ngập tại đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây từ thiết kế, tính toán cao độ đường, thi công, phương án thoát nước và đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 20 tháng 8 năm 2023. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về mặt đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây tại km 25+419. Báo cáo cho biết tư vấn thiết kế mới kiểm tra thực tế và số liệu khảo sát sơ bộ, các nhận định từ dữ liệu khảo sát còn mang tính định tính, chưa so sánh với các số liệu đầu vào khi tính toán thiết kế để tìm ra sự sai khác nhằm có đánh giá nguyên nhân thực sự. Yêu cầu tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện công tác khảo sát thực tế, so sánh đánh giá với các số liệu tính toán thiết kế ban đầu để tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp cho phù hợp. Đối với giải pháp thanh thải lòng sông, tư vấn thiết kế cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phương án xử lý, tiếp thu ý kiến nhận xét đánh giá của các bên liên quan để Ban Quản lý Dự án Thăng Long có cơ sở làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương nhằm triển khai. Sau khi có kết quả của phương án xử lý triệt để, Ban Quản lý Dự án Thăng Long sẽ tổ chức đánh giá, xác định trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan để từ đó có chế tài xử lý phù hợp, đảm bảo không làm phát sinh chi phí của dự án và tuân thủ quy định hiện hành, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện.